Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SPTN, buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống cảnh sát quốc gia do Hội Ái hữu lực lượng cảnh sát quốc gia và Hội cựu sinh viên sĩ quan Học viện cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali năm 2014 được tổ chức tại trường Yerba Buena vào lúc 1 giờ ngày 1 tháng 6 với sự tham dự của trên 300 đồng hương. Năm nay là năm thứ 24 kể từ ngày Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali được thành lập và cũng là lần thứ 24 chúng tôi tổ chức ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia mùng 1 tháng 6. Riêng năm nay, ngoài những sinh hoạt thường lệ, chúng ta Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali năm nay bầu lại Hội trưởng của Hội Bắc Cali trong nhiệm kỳ 2014 đến 2017. Và vấn đề thứ hai là vấn đề thời sự. Chúng tôi có diễn giả Trần Đăng Bài, tiến sĩ Trần Đăng Bài sẽ thuyết trình về đề tài cộng đồng Việt Nam hải ngoại còn chống cộng đến bao giờ. Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali là một căn nhà, mỗi một người đều có bổn phận và trách nhiệm xây dựng cái căn nhà đó. Do vậy, với quan điểm của tôi là như tất cả những chiến sĩ Cảnh sát Quốc gia vùng Bắc Cali đều là hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali. Sau nghi thức khai mạc, đặt vòng hoa nơi tượng đài và dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc, đại diện lực lượng cảnh sát quốc gia đã phát biểu. Ngày truyền thống cảnh sát quốc gia đã được anh em tụ họp rất đông đảo hôm nay trong một biến cố rất là long trọng ở tại Biển Đông. Tất cả những biến cố đó đều liên hệ rất đặc biệt đến quê hương tổ quốc của người Việt Nam, của tất cả chúng ta hôm nay. Dịp này cũng bầu ra hội trưởng mới cho lực lượng cảnh sát quốc gia Bắc Cali theo quyết định được đồng thuận là nhiệm kỳ 3 năm 2014-2017 và ông Lê Văn Thụy tái đắc cử hội trưởng. Kết quả ngày hôm nay là anh Lê Văn Thụy đắc cử chủ tịch Hội Ái hữu lực lượng cảnh sát quốc gia. Một đề tài cộng đồng Việt Nam còn chống cộng đến bao giờ do tiến sĩ Trần An Bài trình bày với phần thảo luận và đóng góp cử tọa đã dấy lên tinh thần quyết tâm giải trừ ách nạn cộng sản, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà Cộng sản Việt Nam sau 39 năm đã luôn hèn nhát khiếp nhược trước sự ngang tàn của Trung Cộng và đưa đất nước ngày càng băng hoại đạo đức, tụt hậu kinh tế, tàn ác với người dân. Và một ngày nào đó, vị Tổng thống Hoa Kỳ gốc Việt sẽ quỳ trước bàn thờ tổ tiên và khấn rằng: thưa ba, thưa ông nội, thưa ông ngoại, con gốc Việt và bây giờ là Tổng thống Hoa Kỳ, con biết rằng ngày xưa ba, ông nội, ông ngoại đã dành hiến thân cả cuộc đời để tranh đấu chống Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng không làm được. Ngày hôm nay con đã làm xong. Con đã trả lại danh dự cho gần 58.000 chiến binh Hoa Kỳ. Tường trình từ Sân Con Sân. Đã trả lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa. Ba, ông nội, ông ngoại, hãy an nghỉ bình yên.